Tăng trong biết là nuôi rồi mắc cái gì hello xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình lại tiếp tục đi câu lươn các bạn ơi. Đây mấy hôm nay mình đau chân nhưng không đi câu được nên hôm nay mình lại tiếp tục đi câu. Hôm nay mình sẽ câu ở khu cánh đồng này các bạn nhé. Đây mình sẽ câu dưới sông, ở chỗ mình toàn là đồng lúa đấy các bạn. Các bạn theo dõi mình đi câu và nếu thấy video hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Các bạn nhé, đây là mũi lươn đầu tiên. Vọt mùa này nên vọt các bạn cắn đấy con số sức rồi các bạn biết cái tua các bạn. Cắn. Ừ. Cắn được. Cắn rồi. Cắn mươi được lên. Cắn đi rồi đấy. Có mươi. Ừ. Chết. Chết. Úi dồi. Chết cả chưa. Ừ đấy. Cắn đi ra luôn. Cắn đi ra luôn. Con. Cắn. Sốt sốt hai con đây là mỗi nữa các bạn này mỗi lần nữa chúng biết cắn giờ mình sẽ câu chỗ này giờ mình sẽ câu chỗ này mắt chặt thở thở các bạn. Có đưa này nhưng cháu cái nào cháu cháu cái nào còn ở đây nữa luôn nha các bạn, cũng hơi nâng tấm bột. Ừ. À, cái này chẳng biết cái tua chắc cũng rộng các bạn. Lùi nó nó ghi xuống các bạn. Ừ, to to các bạn. Mọi người nhốt luôn. Luôn.
Nguồn lượt tu hoàn tụ các bạn. Tu hoàn tụ mấy cái cánh luôn. Cắn rồi các bạn, ôi nhẹ đấy nhỉ. Ô lâu to thế, nhẹ không các bạn, ôi nít thật, chẳng biết nó to gì đâu. Ồ, luôn luôn. Ồ, luôn không biết gì. Đúng rồi, rất đẹp. Cắn. Để nhắc cân ngay, có lỗ thì để mãi không cắn. Có lỗ thì giữ không, nửa tiếng đồng hồ không cắn, có lỗ thì để cái cắn ngay các bạn. Con này chẳng biết to các bạn. Nó toàn ăn nước mưu các bạn. Toàn ăn nước mưu. Cuối cùng cũng được các bạn. Toàn ăn nước mưa. Nè, có nước mưa. Nước mưa nữa. Vì chất nó gọi này nó nhiều dễ cây. Ôi chà, nữa các bạn này. Và xem nước đường của mình nhé. Đây là nước đường nữa. Cắn hay các bạn. Năm phố là mất hàng cắn. Đấy, hắt cắn ngay. Chưa.
Phát rồi. Con lươn vàng khè các bạn. Wow. Ngon các bạn. Lươn lươn các bạn nhé. Ui, đất rơi các bạn. Ui, cắn này mình to rút. Ui. Mình cho rút sẵn. Ui ngoạnh. Ui. Bọt cho cái nó lên bọt lên đẻ cắn được đâu. Được rồi các bạn. Không còn nữa. Đây vẫn luôn luôn các bạn. Nó bật này. Nó luôn đẻ. Cũng đi. Thằng sẽ cười. Bắt. Thằng sẽ cười. Cắn. Chẳng biết ăn nuôi rồi. Mất cái gì. Cắn là chết rồi bạn. Bớt bột bạn. Để xem. Bớt bột. Ở trong phớ.
Bây giờ mình đi bắt đầu đi về nhé. Hôm nay mình được tương đây các bạn này. Hôm nay mình câu vớ buổi trong buổi ở tương đây các bạn. Đấy, lưa cũng không to lắm các bạn nhìn. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy cho mình một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Xin chào tất cả mọi người.